Đây là hệ thống bài tập của cái phần hình thang cân. Trong cái tiết hôm nay thì thầy chỉ đủ thời gian giới thiệu cho các em lý thuyết tổng quát về hình thang cân cũng như là những cái bài toán cơ bản của hai cái dạng toán mà thầy đã luyện cho các em ở phần bài tập đó. Còn cái tiết sau á là cái tiết giống như là luyện tập. Cái bài hôm sau là tiết giống như là luyện tập mở rộng. Thì bài đó thầy mới dạy cho các em nhiều cái bài toán khác liên quan tới hình thang cân, và nó sẽ là nền tảng để mở đầu cho cái cách làm việc với hàng loạt những cái loại tứ giác đặc biệt sau này. Rồi bài hình thang cân thì cái bài tập của nó như sau các em. Ở định nghĩa nè, tính chất nè, thầy giới thiệu cho các em nhiều cái cách làm lắm ha, khác với sách các em về trong nghiên cứu ha. Rồi bài 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Đó. Tiết bài tập hôm sau chúng ta sẽ có rất nhiều bài tập hay kia. Rồi cái phần giải của những cái bài tập này các em coi nhanh ha. Như thường lệ là các em phải giải, tự giải trước khi xem đáp án em nhá. Chứ không phải là cứ nhào vô là bụp đâu. Cái nhà vô là mở ra là chép là chết luôn á. Rồi bài 11, bài 12 sách giáo khoa người ta hướng dẫn giải rất kỹ càng ha. Bài 13, 14, 15. Các em có thể là dừng video để xem nếu không kịp ha, mà chắc chắn là không kịp rồi. Bài 16. Mười bảy, mười tám. Mười tám chính là cái bài mà thầy đã hướng dẫn cho các em mà chứng minh luôn á, chứng minh ở phần lý thuyết luôn đó. Đó là chính là cái dấu hiệu nhận biết thứ hai của hình thang đó, mà trong sách giáo khoa thì họ không có làm, còn đây là mình làm luôn ha. Thầy nhắc lại, tiết hôm sau, cái buổi hôm sau là buổi bài tập mở rộng nâng cao về hình thang cân, là sự mở đầu cho các cái cách làm việc của các cái tứ giác đặc biệt sau này, là các em phải nghiên cứu kỹ cái bài hôm sau. Bây giờ thì tạm biệt các em ha.